Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kiếm Nhật hệ Thống. Chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 70, Bác Tống, Nhàn Vương. Vương San Lâm vào hoàn cảnh như hôm nay, chủ yếu là vì chuyện y và bảo an công chúa Hòa Ly. Chuyện này không những khiến y mất đi đề vị trước kia, đồng thời cũng tiêu tan danh tiếng bản thân. Hơn nữa, Vương San lúc này mới phát hiện, tài hoa thi họa mà y vẫn lấy làm kiêu ngạo, thực ra không có tác dụng lớn, càng không thể giúp y thực hiện được lý tưởng phong tước, phong hầu, dưới hoàn cảnh như vậy vương sơn cuối cùng hối hận rồi y muốn trở lại cuộc sống trước kia thậm chí không tiếc vứt bỏ chút sĩ diện cuối cùng quay lại cầu xin bảo an công chúa trở về bên cạnh y tuy nhiên theo vương sơn thấy cách làm của y lại đạt cách tìm đường sống trong cõi chết vì y làm như vậy giống như đánh mất chút liêm sỉ cuối cùng nhưng chỉ cần bảo an công chúa có thể trở về bên cạnh y, thì thân phận và địa vị của y đều quay lại lần nữa. Đến lúc đó y lại thể hiện tình cảm một chút với bảo an công chúa, chắc chắn sẽ có người nói y lãng tử quay đầu, từ đó hồi phục lại danh tiếng, thậm chí nói không chừng vài năm sau, mọi người sẽ dần quên đi những chuyện y làm với bảo an công chúa, từ đó hoàn toàn khôi phục danh vọng ban đầu. Nghĩ đến những điều này, khóe miệng vương sân lộ ra một nụ cười đắc ý, trong lòng y đúng là có chút hồ thẹn với bảo an công chúa, nhưng nhiều hơn vẫn là muốn lợi dụng truyền tái hợp với bảo an công chúa thoát khỏi hoàn cảnh mang danh tiếng xấu như hiện tại hơn nữa y cũng vô cùng hiểu rõ tính khí của bảo an công chúa chỉ cần mình không để ý đến thể diện liều chết bám lấy chắc chắn có thể khiến nàng hồi tâm chuyển ý dù sao y bây giờ đã trở thành trò đùa của cả thành đông kinh cơ bản không để tâm tới ánh mắt và dị nghị của người đời đúng lúc vương sân đang tính toán kế hoạch hoàn hảo của y bỗng nhiên thấy ngoài sành truyền đến một loạt tiếng bước chân khiến vương sân trong lòng mừng thầm lập tức ngồi thẳng người, bất luận người đến hôm nay là ai, đối với y cũng đều là một điểm tốt. Điều này nói lên sự xuất hiện của bản thân đã lôi kéo sự chú ý của quận vương phủ, nếu có thể gặp được bảo an công chúa thì lại càng tốt. Tuy nhiên khi Vương Sơn nhìn thấy người bước tới, gương mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng, thậm chí còn xuất hiện ánh mắt sợ hãi, vì người bước vào chính là Triệu Nhan. Nghĩ đến lúc đầu Triệu Nhan vì bảo an công chúa mà đã nghi hai lần, hơn nữa đây lại là Quảng Dương quận vương phủ, Vương Sơn trong lòng sợ nhất chính là gặp phải Triệu Nhan nhưng y cũng biết đây là chuyện khó tránh khỏi vì vậy mau chóng lấy lại tinh thần đứng thẳng người hành lễ với triệu nhan nói tại hạ bái kiến quận vương triệu nhan thấy vương Sơn lại căn bản không chút vui vẻ thậm chí nếu không phải vì lời nhắc nhở trước đó của bảo an công chúa e rằng hắn sẽ không nhịn được mà trời dọa vương Sơn một trận cũng chính vì như vậy cho nên triệu nhan cũng không phí lời với đối phương trực tiếp lấy từ trong người ra một tờ giấy ném trước mặt vương Sơn nói đây là như tỷ đưa cho ngươi hy vọng ngươi sau khi xem xong không đến tìm tỷ ấy nữa Nhìn thấy bảo an công chúa lại viết thư cho mình, bước dân cũng qua đội vui mừng, liền giật bức thư mở ra. Nhưng khi nhìn thấy nội dung bên trên lại sững sờ, vì bên trên lại viết một bài thơ khiến y không kìm được thấp giọng đọc. Đời người giá như lần đầu gặp gỡ, thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng? Bỗng dưng người xưa thay lòng, lại nói là tình người luôn dễ đổi thay. Ly Sơn dứt lời đêm trôi quá nửa, mưa đêm chuông vàng chết chẳng oán hận. Đường Minh có bạc tình đến đâu thì ngày đó vẫn có thể làm chim liền cánh cây liền cành. Triệu nhăn khi nghe được bài thơ Hoa Mộc Lan vương sân đọc, không kìm được nhếch miệng cười. Những thơ từ của Nam Lan Dung Nhược trong bài này, dùng lời người con gái kể lại tình cảnh một người cô nương kiên quyết chia tay với tên nam nhân đã làm tổn thương cô ấy, có thể nói vô cùng thích hợp với hoàn cảnh của Bảo An công chúa và Vương Sân hơn nữa bài thơ này tuy u oán thống khổ nhưng người con gái trong bài lại cực kỳ cứng rắn với quyết tâm chia tay chỉ cần vương sân đọc được bài thơ này chắc chắn sẽ hiểu tâm ý của bảo an công chúa quả nhiên vương dân miệng khẽ nhầm bài thơ khuôn mặt càng ngày càng trắng bệch sau khi đọc xong thì đứng lặng người bất đồng ở đó rất lâu vẫn không thể tỉnh lại là một người đọc sách y tất nhiên có thể lĩnh hội được ý tứ kiên quyết trong bài thơ và nỗi bi thương đau lòng của nữ nhân trong đó cũng chính là thông qua bài thơ này y mới biết mình đã làm tổn thương bảo an công chúa sâu sắc như thế nào bài bài này bài thơ này thật sự là công chúa làm sao rất lâu sau vương sân mới ngẩng đầu về mặt tuyệt vọng mưu màng mở miệng nói không sai bài thơ này chính là nhị thì làm bây giờ nhị thì sống rất vui vẻ phù hoàng và chúng ta cũng đang tuyển phò mã mới tài giỏi cho nên ngươi sau này đừng đến cuối giày cuộc sống của nhị tỷ nữa. Triều Nha nói dối cũng không chớp mắt. Bài thơ này tuy là nạp lan dung nhược làm nhưng đúng là làm ra vì bảo an công chúa mà. Vừa nãy khi bảo an công chúa chấp lại bài thơ này cũng vừa chép vừa rơi lệ. Những giọt nước mắt trên giấy vẫn còn chưa khô. Vương Sơn nghe được câu trả lời của Triệu Nhan lúc đó cảm thấy lòng nhói đau. Y trước đây không thích bảo an công chúa, ngoài cho rằng thân phận phò mã sẽ thúc đẩy tiền đồ của y ra, còn có chút cảm giác bảo an công chúa tuy đọc không ít sách nhưng về mặt thư họa lại không hiểu biết cao siêu gì. Điều này cũng khiến y cảm thấy mình và bán công chúa không có tiếng nói chung. Nhưng hôm nay khi đọc được bài thơ này, Vương Sơn lại phát hiện mình quá sai lầm rồi. đợi nhân có thể viết được những thi từ kinh điển vô song như vậy, tuyệt đối cả đời y chỉ thấy một. Nghĩ đến những điều trên, Vương Sân càng cảm thấy lòng mình trống rỗng, cảm giác giống như mất đi thứ quý giá nhất vậy. Cuối cùng cũng không cần triệu nhân đuổi y đi, tự Vương Sân liền ngây ngốc đứng dậy rời đi. Vừa bước đi vừa thì thào nhầm, đời người giá như lần đầu gặp gỡ, thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng. Bỗng dưng người xưa thay lòng, lại nói là tình người luôn dễ đổi thay. Sau khi nhìn thấy Vương Sân hồn bay phách lạc rời đi, Triệu Nhàn nhìn theo bóng lưng của y nhưng không có bất kỳ sự thương hại nào, ban đầu y đã tuyệt tình với bảo an công chúa như vậy thì nên chấp nhận hậu quả ngày hôm nay. Thành Lâm Kinh dường như không giữ được bí mật gì, chuyện Vương Sân muốn tái hôn với bảo an công chúa rất nhanh đã bị rất nhiều người biết. Hôm nay Vương Sân lần nữa đến cửa sau khi Triệu Nhàn trở về, vốn đã thu hút rất nhiều sự chú ý đến khi vương sơn rời khỏi quận vương phủ cuộc đối thoại với triệu nhan ở quận vương phủ cũng nhanh chóng truyền ra ngoài đặc biệt là thơ từ quyết đoán của bảo an công chúa tặng cho vương sơn lại truyền khắp kinh thành nhanh như xét đánh bỗng chốc hai bờ sông Biện hà gần như đều ngâm tụng, đời người giá như lần đầu gặp gỡ cùng với sự truyền sang của bài hoa mộc lan này vương sơn đã không còn bị thiên hạ cười nhạo nữa mà bị người đời thương hại Rõ ràng có một thế tử tốt, dịu dàng, hiền thục, tài hoa hơn người, nhưng lại một mực vứt bỏ. Bây giờ làm cho bản thân mặt sám mày cho, tiền đồ cũng bị hủy hoại hoàn toàn. Nếu người như vậy vẫn không đáng thương hại, thì còn có ai đáng thương hại hơn chứ? So sánh ra, bảo an công chúa lại dựa vào bài thơ Hoa Mộc Lan này, mà một bước trở thành đại tài nữ của thành Đông Kinh. Hơn nữa lại sắp đến Tết Nguyên Tiêu rồi. Bây giờ các sĩ tử của thành Đông Kinh đều đang đợi đến ngày này, cũng nhân cơ hội này chiêm ngưỡng dung nhan của bảo an công chúa. Ngày thứ ba sau khi Triệu Nhan trở về cũng chính là Tết Nguyên Tiêu hàng năm. Nhưng so với năm ngoái, Triệu Nhan mang theo một đám nữ nhân tham gia Tết Nguyên Tiêu, số lượng năm nay ít đi rất nhiều. Đầu tiên, Tiết Ninh Nhi vẫn chưa qua tháng ở cữ, nói ra cũng thật trùng hợp, đầy tháng của Tiểu Tư Nguyệt vừa đúng ngày 17, cho nên Tiết Ninh Nhi năm nay chỉ có thể ở nhà. Mặt khác, bảo an công chúa và thọ ca công chúa cũng không đi xem hội đăng nữa. Chứ là vì sau khi bài thơ Hoa Mộc Lan truyền rộng, vô số sĩ tử thành Đông Kinh đều muốn chiêm ngưỡng dung nhan kiều diễm của công chúa. Thậm chí ban ngày 15 hôm nay, đã có không ít sĩ tử châu tư cơ cổng phủ triệu nhan, khiến bảo an công chúa hoàng sợ đến nỗi căn bản không dám ra khỏi cửa. Còn về thọ ca công chúa, là vì bảo an công chúa mà liên lụy. Ai bảo họ là song sinh, ngoại hình gần như là giống nhau như đúc, nếu nàng đi trên đường, chắc chắn sẽ thu hút không ít những người ái mộ bảo an công chúa. Nàng càng không mong muốn đằng sau mình lại có một đám người đi theo. Dưới hoàn cảnh này, thọ khắc công chúa cũng đành phải ở trong phủ cùng với tỷ tỷ. Chính vì như vậy, triệu nhan cũng chỉ cần mang theo hai người là Tào Dĩnh và gia luật tư đi thưởng thức hội đăng là được rồi. Vốn dĩ gia luật tư đang mang thai, không tiện đi những chỗ chen chúc như hội đăng. Nhưng gia luật tư là lần đầu tiên đến Đông Kinh, hơn nữa trước đó trời nhan đã hứa sẽ dẫn nàng đi xem hội đăng, vì vậy cuối cùng vẫn đưa gia luật tư đi cùng, cùng lắm thì mang thêm bài hộ vệ là được. Tuy nhiên sau khi trưởng nhan và tào dĩnh, gia luật tư ăn cơm tối sớm chuẩn bị ra ngoài thường đèn, trở thấy mịch tuyết hấp tà hấp tấp chạy tới, sau đó thì tầm bên tai tào dĩnh vài câu, kết quả chỉ thấy khóe miệng tào dĩnh cong lên, lộ ra ý cười hưng phấn khiến trời nhan vô cùng tò mò, lên mở miệng hỏi, chuyện gì để khiến nương tử bu như vậy? <laughs> là một tin tốt nhưng tạm thời không thể nói với phu quân đợi chút nữa chẳng sẽ biết thôi tào dĩnh vẻ mặt thân bí mỉm cười nói từ sau khi động phòng cùng triệu nhan tính cách của tào dĩnh dường như hoạt bát hơn rất nhiều thấy tào dĩnh không chịu nói triệu nhan cũng không truy vấn nữa liền đưa hai người bọn họ đến cổng phủ sau đó cùng nhau lên xe ngựa những sĩ tử vốn trầu chờ cơ chức cổng không thấy bảo an công chúa ai ai cũng vô cùng thất vọng một số người lập tức tàn đi nhưng vẫn còn một nhóm người vẫn không từ bỏ chờ ở trước cổng phủ điều này lại có lợi cho những quán ăn nhỏ phía trước cửa phủ quán nào cũng kiếm được nhiều tiền hơn bình thường theo thói quen thường đèn triệu nhân bọn họ vẫn đến đường ngự ngao đang ở đó còn nằm lớn hơn năm ngoái đợi sau khi trời tối theo tràng tiếng trống vang lên sau đó thi đấu đèn rồng mỗi năm một lần lại bắt đầu hơn trăm chiếc đèn rồng dưới sự điều khiển của thanh niên trai tráng trên thuyền vọt đến ngao đăng với tốc độ nhanh nhất sau khi chiếc đèn rồng đầu tiên chạm đích công nữ siêm y rực rỡ do hoàng cung phái đến lấy ra mồi lửa sau đó đốt cháy đèn chính và đèn phụ trên ngao sơn cuối cùng đèn của cả đường ngự và thành đông kinh cùng thắp sáng hội đăng nguyên tiêu lúc này mới chính thức bắt đầu gia đầu tư lần đầu tiên tham gia hội đăng của thành đông kinh nhìn cái gì cũng đều cảm thấy mới lạ kéo trưởng nhan hỏi đủ thứ may mà trưởng nhan năm ngoái đã tham dự một lần mới có thể rằng dài cho nàng nếu không hắn cũng không trả lời được sau khi hội đăng bắt đầu, Triệu Nhân đưa Tào Dĩnh vào giao luật tư thường đèn trên đường ngự. Đèn hoa đăng lớn nhỏ muôn hình vạn trạng khiến giao luật tư nhìn hoa cả mắt. Sau đó khi nhìn thấy người khác đều cầm đèn hoa đăng, nàng lập tức kéo tay Tào Dĩnh nói: Dĩnh thì thì chúng ta cũng đi mua một cái được không? <laughs> Chỗ bán đèn rất nhiều, cơ thể muội không tiện vì vậy vẫn nên không đi. Để phú quân giúp chúng ta mua hai chiếc là được rồi. Tào Dĩnh lúc này cũng cười nói Giao Luật Tư tuy là công chúa nhưng mấy ngày nay trùng sống lại vô cùng cung kính với nàng, luôn miệng kêu tỉ tỉ khiến Tào Dĩnh vô cùng hài lòng với Giao Luật Tư. Giữa hai người cũng xây dựng bước đầu tình cảm. Cũng được, các nàng muốn đèn gì ta đi mua giúp các nàng. Trở nhân nghe thấy vậy lập tức cắt tiếng lúc này hội đang vừa bắt đầu là lúc các tiệm bán đèn kinh doanh tốt nhất người cũng đông nhất đúng là không nên để ra luật tư chen chúc trong đó thiệp muốn đèn đồng tử chưa đợi ra luật tư nói tào dĩnh đã cướp lời cái gọi là đèn đồng tử thực ra chính là làm đèn thành hình dáng hai đồng tử một nam một nữ đứng đối diện nhau nghe nói loại đèn này là chuyện chuẩn bị vì những nữ nhân đã kết hôn và chuẩn bị sinh con chỉ cần trong ngày tết nguyên tiêu cầm loại đèn này đi một vòng trên đường ngự sau này nhất định sẽ trai gái song toàn Giáo luật tư thực ra cũng thích đèn đồng tử, nhưng nghĩ tới mình dành mang thay trước Tào Dĩnh nếu lúc này lại cầm đèn đồng tử, nói không chừng sẽ khiến Tào Dĩnh suy nghĩ, liền sửa lại nói, phu quân, cho thiếp một chiếc đèn hoa sen là được rồi. Giáo luật tư là người khiết đan, người khiết đan gần như toàn bộ đều thờ phụng quan âm Bồ Tát, đài sen dưới chân quan âm hình dáng tuyệt đẹp. Khi Tết Nguyên Tiêu ở Liêu Quốc, đèn hoa sen là loại đèn gặp nhiều nhất, hơn nữa đèn hoa sen cũng có ngụ ý của nó, đó chính là phù hộ người nhà bình an. Bây giờ gia luật tư mong muốn nhất là đứa trẻ trong bụng mình bình an chào đời. Triệu nhân nghe đến đây lập tức quay người đi mua, nhưng Tào Dĩnh lúc này lại kéo hắn lại cười nói. Tự nhiên mùi muội đang mang thai, bây giờ đèn đồng tử là thích hợp nhất cho nên phu quân chàng hãy mua hai cây đèn đồng tử nhé. triệu nhân nào nghĩ tới mua một cây đèn lại cũng khiến phụ nữ nghĩ ngợi nhiều như vậy. Vì vậy sau khi nghe xong lập tức gật đầu, quay người đi mua đèn. Lúc này Tào Dĩnh quay lại cười nói với gia luật tư. <laughs> Ta biết muội muội xa xôi cách trở đến đông kinh trong lòng chắc chắn có điều lo ngại nhưng chúng ta nếu đã là người một nhà rồi hãy nói chuyện tự nhiên một chút không cần băn khoăn nhiều nghe thấy lời của tào dĩnh gia luật tư có chút cảm kích nói đã tạ thầy thì thông cảm tư nhiên nhớ rồi triệu nhan đi mua đèn trước tuy nhiên lúc này người mua đèn thực sự quá đông triệu nhan tìm một sạp hàng vắng người nhất chen lên trước người dân thời đại này vẫn chưa có thói quen xếp hàng thậm chí người nghìn năm sau vẫn chưa học được cách xếp hàng mua đồ đều phải trả chen lấn Trần Nhân mang theo vài hộ vệ cường tráng, dưới sự giúp đỡ của họ, hắn rất nhanh đã chen vào trong. Vừa mới mua được hai cây đèn trở về, lại không ngờ lúc này bỗng nhiên nghe thấy tiếng một cô nương mừng rỡ gọi. Quận vương, sao người lại ở đây? Trần Nhân nghe thấy giọng nói quen thuộc này đầu tiên là sừng sốt, lúc quay đầu lại nhìn thì phát hiện cốt đầu đang đứng không xa, ra sức vậy tay với mình. Chu Đồng cũng đứng bên đó cười ngô nghê, có điều cổ tiên kiệt không ở đây. <laughs> không ngờ lại tình cờ gặp các ngươi Triệu Nhan nhìn thấy cốt đầu và chu đồng cũng lập tức bước lại cười nói. Cốt đầu, bệnh của cha ngươi thế nào rồi? Bây giờ sức khỏe đã tốt lên ít nào chưa? Cổ Thiên Kiệt là nhân tài hiếm có, Triệu Nhan cũng luôn nhớ tới bệnh tình của ông. Trên đường trở về Đông Kinh, Triệu Nhan cứ luôn mời danh y các nơi giúp Cổ Thiên Kiệt khám bệnh. Tuy chưa thể giúp bệnh tình ông thuyên giảm, nhưng cũng không để bệnh xấu đi. Sau khi đến Đông Kinh, Triệu Nhan lập tức đưa Cổ Thiên Kiệt đến chỗ tào giật và trực lỗ cổ, hy vọng có thể cứu chữa được Cổ Thiên Kiệt. Có đầu nghe thấy triệu nhân hỏi về bệnh tình của phụ thân lập tức vui vẻ nói. Bệnh của cha đã đỡ nhiều rồi. Ông nói hai vị lão thần tiên đều y thuật cao cường, so với y thuật của ông ca minh gấp trăm lần. Hiện tại khí sắc của cha đã tốt hơn hẳn, mỗi ngày đều có thể ăn thêm được một bát cơm. <laughs> Vậy thì tốt, vài ngày nữa ta sẽ rảnh đi thăm phụ thần ngươi. Ngoài ra ngày kia là tiệc đầy tháng của con gái ta, ngươi và chu đồng. Nếu có thời gian thì đến phụ ta tưng bừng một ven, đến lúc đó cũng có thể thấy con gái của ta Triều Nhân nghe đến đây hết sức vui mừng nói, cùng lúc mời cốt đầu, tuy nhiên hắn lúc này mới phát hiện khi mình nhắc đến mệnh tình cổ thiên kiệt, trung đồng ở bên cạnh cốt đầu dường như muốn nói gì đó lại thôi, xem ra bên trong còn có thể có ẩn tình gì đó, chỉ đáng tiếc lúc này không tiện hỏi. Thật tốt quá. Tiểu nữ thích nhất là náo nhiệt, hôm đó nhất định phải đi, cốt đầu nghe đến đây cũng lập tức hoan hồ nói. Đúng rồi, tư nhi và ta cũng đã ở bên nhau, cốt đầu ngươi muốn nói gì với tư nhi không? triệu nhan lúc này mới nhớ đến gia luật tư vẫn còn ở đằng sau liền cất tiếng hỏi khi ở hoàn nhân bộ có đầu và gia luật tư sống với nhau rất vui vẻ bây giờ bọn họ lại đều xa quê hương chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói Tự như tỷ tỷ cũng đến rồi vậy thì quá tốt cốt đầu nghe thấy triệu nhan nói cũng lập tức tìm kiếm trong đám đông kết quả nhanh chóng nhìn thấy gia luật tư đang ở cạnh tào dĩnh liền vỗ tay hoan hô rồi chạy đi gia luật tư lúc này cũng nhìn thấy cốt đầu kết quả cũng vô cùng hào hứng sau khi kéo cốt đầu tới giới thiệu với tào dĩnh lập tức hàn huyên với nó lúc này triệu nhân mới có cơ hội hỏi chu đồng chu đồng vừa nãy ta thấy dáng vẻ của ngươi chắc là cổ tiên sinh giấu giếm cốt đầu về bệnh tình của ông bây giờ sức khỏe của cổ tiên sinh rất cuộc ra sao rồi chu đồng nghe thấy vậy cũng lập tức bẩm báo à, khơi bẩm quận vương cổ tiên sinh sau khi được hai vị thần y chữa trị qua thơ có chuyển biến tốt có điều hai vị thần y nói bệnh của cổ tiên sinh rất nghiêm trọng còn nghiêm trọng đến mức độ nào thu hạ cũng không nói rõ được vẫn là đợi quận vương dành đích thân tới hỏi hai vị thần y thôi Triệu Nhàn nghe đến đây cũng không kìm được lòng nặng trĩu, có thể khiến tàu giật và trực lỗ cổ đều nói bệnh nghiêm trọng, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Xem ra sức khỏe của cổ Thiên Kiệt còn suy yếu hơn mình tưởng tượng. Đoán là cũng chính vì như vậy cho nên cổ Thiên Kiệt mới giấu cốt đầu bệnh tình thực sự, tránh để nó tổn thương. Phú Quân, mau đi thôi. Cốt đầu nói bên đường ngự có một chỗ rất náo nhiệt, chúng ta mau đi coi. Đúng lúc này ra luật tư chợt gọi lớn, triệu nhan. Sau đó ba người con gái đó cùng đi đến đầu bên kia đường ngự. Triệu Nhân thấy vậy đành bất đắc dĩ đuổi theo. Quy mô hội đăng nguyên tiêu năm nay hình như lớn hơn các năm trước. Người đi lại trên đường ngự gần như khiến con đường rộng rãi đều chật kín. May mà Triệu Nhân có dự kiến từ trước. Khi dẫn dắt luật tư mà đang mang thai đi ra thì lại tăng thêm vài hộ vệ. Thế này mới có thể mở được đằng trước. Có điều khi Triệu Nhân bọn họ đi tới giữa đường ngự lại thấy một bộ cao xung quanh đông nghịt người. Nhưng khi Triệu Nhân gần đầu nhìn lên thấy tứ trên bộ cao đó lại không khỏi kinh hãi đến mức mổ miệng há hốc. Đố đèn là một nghi thức truyền thống của hội đăng nguyên tiêu. Một số thương gia vì để thu hút sự quan tâm của mọi người, đặc biệt dùng một bục cao trước cửa hàng, sau đó treo muôn hình vạn trạng đèn hoa đăng. Dưới đèn viết vài câu đố trên giấy để mọi người tự do đoán. Nếu ai có thể đoán trúng thì sẽ được một số phần tường nhỏ, đa số đều là hàng hóa của cửa hàng, không đáng mấy tiền nhưng rất thu hút người xem. Triệu Nhan khi đến trước bục cao giữa đường ngựa này, cho rằng cũng là do thương gia dùng để ra câu đố đèn. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên lại vô cùng kinh ngạc phát hiện, cái bục này không phải dùng để đoán câu đố đèn, mà chính giữa bục treo một mảnh vải trắng, trên mảnh vải viết một bài thơ. Nói đúng hơn chắc là nửa đầu của bài thơ. Nhưng khi Triệu Nhan nhìn thấy nửa bài thơ này lại chấn động hơn nhiều. Gió đông thổi làm nở ngàn cây hoa, cuối cùng rơi rụng như mưa sao. Ngựa quý xe chạm trổ hương bay khắp đường tiếng tiêu phượng uyển truyền ánh trăng sáng lay động suốt đêm cá dòng vui múa chỉ thấy ra là tơ đứng cạnh chậu nhan nhìn chữ trên bục nhỏ giọng đọc ngay sau đó thì không kìm được vỗ tay tán thưởng thơ hay thơ hay tuy chỉ có nửa bài nhưng văn chương đã xuất sắc như vậy miêu tả vô cùng tinh tế cảnh tượng náo nhiệt của tết nguyên tiêu đại tống quả nhiên là nhân tài đông đúc chỉ là không biết điều cuối bài thơ như thế nào Tự nhiên bồi bội có đều không biết, nửa đầu bài thơ Thanh Ngọc Án này tuy đặc sắc, nhưng truyền cảm tuyệt vời nhất lại là, là nửa cuối bài thơ. Tào Dĩnh nghe thấy lời tán tưởng của rất luật tư liền cười nói. Chợ nhân lúc này cũng tỉnh táo trở lại liền hỏi Tào Dĩnh, Đại rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao nửa đầu bài thơ này lại xuất hiện ở đây? Không đợi Tào Dĩnh trả lời, thì thấy từ trên bục bước ra một người quản gia thân hình to béo, sau đó lớn tiếng tuyên bố với mọi người xung quanh bục. Các vị, ông Dương Tứ Công nhà chúng tôi có một vấn đề khó, vì tài tử nào, nếu có thể đối tiếp nửa cuối bài thơ này hãy lên đây, thì có thể có được một bức văn tự do chính tướng công nhà chúng ta viết. Ngoài ra còn có trăm quan tiền, hy vọng các vị nhiệt tình cổ vũ. Nghe thấy bộ cao này là do Âu Dương tu dựng, chỉ vì viết tiếp một bài thơ, hơn nữa còn có thủ lao hậu hĩnh như vậy, khiến cho mọi người vây xem đều vô cùng kích thích. Trăm quan tiền đã là tu lắp hậu ảnh rồi, nhưng quan trọng nhất vẫn là được bút tích của Âu Dương Tu. Mấy năm nay, chính vụ của Âu Dương Tu bận rộn, hơn nữa tuổi đã cao, rất nhiều người cầu xin bút tích của lão mà không được, cho nên chữ của lão còn đáng giá hơn trăm quan tiền kia nhiều. Triệu Nhân nghe đến đây, cuối cùng cũng có cảm giác bừng tỉnh ngộ, liền nói với Tào Dĩnh. Đoán rằng đây chính là tin tốt mà nàng nói vừa nãy khi ra khỏi phủ đúng không? <laughs> Phú quân thật thông minh, vừa nãy Mịch Tuyết nói với Thiếp chính là tin này, xem ra âu dương tướng công để tìm kiếm người viết thư cũng hao tổn bao tâm trí tào dĩnh mật cười thành tiếng nhưng khi nói đến cuối nụ cười trên mặt nàng dần dần thu lại biểu lộ ra biểu cảm mái náy triệu nhàn nghe đến đây cũng có chút bất lực âu dương tu là người hắn hết mực kính phục nhưng vì chuyện của âu dương nguyễn linh khiến hắn không còn qua lại gì với lão bây giờ nếu đối phương biết những bài thơ đó từ tay hắn mà ra sẽ không biết còn có phản ứng gì gia luật tư nghe cuộc nói chuyện của triệu nhân và tào dĩnh lại đầu óc mơ hồ căn bản không biết họ đang nói cái gì nhưng à cũng không hỏi vì à biết nếu chuyện này có thể nói với mình triệu nhan và tào dĩnh chắc chắn là sẽ nói rồi nếu không thể nói với mình thì mình có truy hỏi tiếp cũng vô dụng triệu nhan lúc này cũng nhìn thấy vẻ hoang mang của gia luật tư hắn suy nghĩ một lúc sau cuối cùng vẫn quyết định nói chuyện của âu dương huyền linh với nàng dù sao trong hơn nửa năm trước hắn luôn ở bên gia luật tư nếu phải giả mạo vị nam nhân không có thật kia nhất định cần gia luật tư giúp hắn làm tròn lời nói dối cho nên chuyện này cũng không thể giấu nàng Giác luật tư cũng không ngờ trên đời này lại có chuyện ly kỳ như vậy. Sau khi nghe xong cùng với Tào Dĩnh nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc, Tào Dĩnh cũng có chút ngại ngùng với điều này, liền nói. Thực <laughs> ra là Tam Tỷ và chúng ta cũng chỉ là có ý tốt, nhưng lại không nghĩ đến làm hỏng chuyện. Bây giờ ông Dương Tỷ Tỷ bệnh tinh trầm trọng, chúng ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể để phú quân giả mạo làm người nam nhân không tồn tại kia. Tỷ Tỷ không cần phải giải thích. Nói ra vì Âu Dương Tỷ Tỷ đó vì phu quân mà không thể gả đi, bây giờ Phú quân chịu trách nhiệm chuyện này cũng là hợp tình hợp lý, giai luật tư lại vô cùng rộng lượng nói, hơn nữa còn lấy trách nhiệm đổ lên người triệu nhan, khiến triệu nhan cực kỳ buồn bực nhưng lại không tìm được lời phản bác nào. Ừ, câu này của muội ta rất thích nghe, âu dương tỷ tỷ chính tính tình hiền lành, điểm này lại rất giống với nhị tỷ, muội muội cũng không cần lo no lắng, không hợp với tỷ ấy. tào Dĩnh nghe đến đây cũng cười cất lời, nàng bây giờ càng ngày càng cảm thấy ra luật tư này là một cô nương tốt, lời nói không biết thật lòng hay giả dối nhưng luôn khiến người ta cảm thấy dễ chịu. bây giờ làm thế nào? Lẽ nào chúng ta cứ như vậy, viết tiếp nửa cuối bài thơ, giao cho người của Âu Dương Phủ sao? Triệu Nhân lúc này cũng bất mãn nói, nếu cứ để ra luật tư và Tào Dĩnh nói tiếp, rất có thể đổ hoàn toàn trách nhiệm chuyện của Âu Dương Huyền Đinh lên người hắn, vì vậy hắn mới ngắt lời bọn họ. Không sai, cứ trực tiếp lên đi phú quân tràng xem nhiều người như vậy đều tranh nhau viết thơ trong thời gian ngắn không có cách chọn thẳng ra nửa bài thơ còn lại trong đó hơn nữa người biết chuyện âu dương tỷ thì bị bệnh không nhiều âu dương tướng công chắc chắn cũng sợ việc này bị truyền ra ngoài từ đó tạo thành sự đà kích với thanh danh của âu dương tỷ thì cho nên tiếp đoán cuối cùng những bài thơ dâng lên sẽ đưa đến chỗ âu dương tướng quân sau đó lão đích thân phán định đến lúc đó phu quân chỉ cần đợi âu dương tướng công tới tìm chàng là được tào dĩnh muôn phần tự tin nói Vốn dĩ trong sự dự đoán của Tào Dĩnh nàng muốn cùng với bảo an công chúa, thọ ca công chúa đi thẳng thánh nhận tội với Âu Dương Tu, sau đó lại cùng lão tương lượng để triệu nhân mạo nhận làm vị nam nhân giả đó. Nhưng với tính cách của Âu Dương Tu và định kiến của lão với triệu nhan, muốn lão đồng ý chuyện này không hề dễ, Tào Dĩnh cũng cứ vì chuyện này mà buồn bã. Nhưng hôm nay, khi biết Âu Dương Tu vì muốn tìm người viết thư cho Âu Dương Nguyễn Linh mà lại có thể nghĩ ra hành động đối thơ này, lại khiến Tào Dĩnh nghĩ ra một cách, chỉ là cần thay đổi một chút kế hoạch trong ban đầu của nàng. Triệu Nhân vô cùng yên tâm với Tào Dĩnh. Sau khi nghe thấy lời của nàng, lập tức sai người tìm một tờ giấy, sau đó viết nốt nửa cuối bài thơ Thanh Ngọc Án lên trên. Hơn nữa còn viết tên mình lên đó. Ngoài ra khi hắn viết chữ cũng dùng bút than. Cả đại tống cũng chỉ có hắn mới dùng loại bút này viết chữ, dường như đã trở thành thương hiệu của hắn rồi. Kế tiếp Triệu Nhan phái người đem thơ của mình viết lên trên bục, kết quả sau khi người hầu trong phủ Âu Dương nhận xong, lập tức bỏ vào trong một cái hòm, thơ của những người khác cũng như vậy, mỗi khi một cái hòm được đựng đầy thì sẽ được người ta phi ngựa đem đi, xem ra quả nhiên giống như những gì tào dĩnh dự đoán những bài thơ này đều cần đưa đến chỗ của âu dương tu triệu nhân bọn họ đương nhiên là không thể ngồi chờ tào dĩnh cũng đã có kế hoạch của mình với chuyện này ngay sau đó nàng chủ động kéo ra luật tư đi du ngoạn đường ngự triệu nhân cũng căn bản không có truy hỏi gì điều này dù sao chuyện này cũng là tào dĩnh gây ra cũng chính là nghĩ ra kế sách để mình thế thân vị nam nhân không có thật kia mình chỉ cần làm theo tính toán của nàng ấy là được khi triệu nhân bọn họ đang dạo chơi trên đường ngự, Âu Dương Tu và Thầy Tử Tiết Thị đã đang ở cùng với Âu Dương Nguyễn Linh. Vốn dĩ đối với Tết Nguyên Tiêu năm nay, Âu Dương Nguyễn Linh rất muốn ra ngoài du chơi. Vì năm ngoái nàng chính dịp Tết Nguyên Tiêu nhận được bài thơ đầu tiên của Thanh Ngọc Tiên sinh tặng. Đáng tiếc cơ thể nàng thực sự quá yếu ớt, căn bản không thể ra ngoài, khiến tâm trạng của Âu Dương Nguyễn Linh vô cùng chán trường cũng chính vì hoàn cảnh này vợ chồng âu dương tu không yên tâm để âu dương nguyễn linh ở một mình thế là túc trực bên cạnh nàng có điều cho dù có ông bà ở bên tim của ông dương Nguyễn linh đã sớm bay đến con đường lớn ngoài kia rồi chốc chốc lại đào mắt tới ánh đèn ngoài cửa sổ trong nháy mắt toàn là thế giới bên ngoài khiến tích thị không thể kìm được nói Nguyễn linh con không nên nghĩ quá nhiều tất cả đều phải lấy sức khỏe của mình làm trọng chỉ có chăm sóc tốt cơ thể mình sau này mới có thể có cơ hội đi lại thưởng thức hội đăng chứ không sai Nguyễn linh con hãy cố gắng bảo vệ sức khỏe chuyện bên ngoài con không cần bận tâm tất cả đã có ông nội rồi. Lúc này Âu Dương Tu cũng mở miệng an ủi. Họ tuy đều biết nguyên nhân mắc bệnh của Âu Dương Nguyễn Đinh, nhưng lại vẫn cứ giả vờ như không biết. Chuyện hôm nay ông dùng cách đối thơ ở bên ngoài để tìm vị Thanh Ngọc Tiên Trinh cũng vẫn cứ là giấu Âu Dương Nguyễn Đinh. đa tả ông nội và bà nội quan tâm, Nguyễn Linh cũng hiểu đạo lý này, nhất định sẽ chăm sóc sức khỏe thật tốt. Âu Dương Nguyễn Linh cười nói, nhưng Âu Dương Tu và Tiết Thị đều không biết, Âu Dương Nguyễn Linh nói những lời này cũng chỉ để họ an tâm mà thôi. Ngay khi ba ông bà cháu họ đang nói chuyện, bỗng nhiên thấy tỷ nữ thân cận nghiêm mặt của Âu Dương Nguyễn Đinh bước nhanh vào trong, sau đó nói thầm với Âu Dương Tu vài câu, kết quả Âu Dương Tu lập tức nói với Âu Dương Nguyễn Đinh. Nguyễn Đinh, ta có chút chuyện phải ra ngoài giải quyết một lát, để bà nội con trò chuyện với con tiếp vậy. Vâng, ông nội có việc thì cứ đi đi ạ, à, nhưng mà cũng phải chú ý sức khỏe, không được vất vả quá đâu ông dương nguyệt linh cũng hết sức hiểu nói nàng biết ông nội thân là trọng thần trong triều đình cho dù là có tết nguyên tiêu cũng không thường được rảnh rỗi thấy cháu gái ngoan ngoãn hiểu biết như vậy ông dương tu lại cảm thấy trong lòng càng chua sót hơn thậm chí còn cứ rút oán hận ông trời mất công tại sao lại để cho cháu gái mình chịu nhiều nỗi đau như vậy ngay sau đó ông dương tu lại dặn dò thê tử tiết thị vài câu sau đó mới cùng nghiên mặc ra khỏi phòng tuy nhiên vừa mới đi không được bao xa nghiên mặc liền mặt mày hưng phấn nói lão gia lão gia bữa nãy quản gia đã mang những bài thơ nhận được đến thư phòng nô tỳ đã đọc sâu qua một chút lại phát hiện có người đã viết được ra nửa cuối của bài thơ ban đầu rồi cái gì cái này cái này ông dương tu nghe đến đây cũng vô cùng kinh ngạc lão vốn chỉ định thử cách này nhưng mà không ngờ thực sự lại có người viết ra được nửa cuối của bài thơ thanh ngọc án nhưng ngay sau đó lão lại cảm thấy vô cùng phấn khích liền vội vàng sốt ruột truy hỏi mau mau nói với ta người viết được nửa bài thơ cuối đó tên là gì Âu Dương Tu nóng lòng muốn biết người viết được cỡ bài thơ ban đầu là ai, nhưng khi nghiên mặc nghe thấy câu hỏi này, trên gương mặt nhỏ thanh tú lại có vẻ khó xử, vì tên của người viết ra bài gốc trong Âu Dương phủ lại là một người cấm kỵ, bình thường rất ít có ai dám nhắc đến, cho nên nghiên mặc lo lắng khi mình nói ra cái tên đó sẽ khiến lão gia nổi giận. Nghiên mặc, ngươi còn chần chừ cái gì? Mau nói cho ta, người đó tên là gì? âu dương tu thấy nghiên mặc do dự không nói liền không nhẫn nại được thúc giục hỏi cái này nghiên mặc lúc này lưỡng lự một lần nữa cuối cùng vẫn là cắn môi trả lời ờ khởi bầm lão gia người viết ra nửa cuối bài thơ gốc tên là triệu nhan triệu nhan âu dương tu nghe thấy cái tên quen thuộc này cũng sững sờ ngay sau đó cũng có chút hoài nghi làm bầm tại sao này là cái tên này lại cùng tên với quảng dương quận vương Nhìn theo Dương Tu lại cho rằng đối phương trùng tên với Triệu Nhan mà không tin người đó chính là Quảng Dương Quận Vương. Nghiên mặt cấp tốc nói, lão già lão già, người đó tuy không viết rõ thân phận của mình nhưng tiểu nữ đoán vì ấy chính là Quảng Dương Quận Vương Triệu Nhan. Cái gì? Điều này, điều này sao có thể? Âu Dương Tu nghe thấy lời của Nghiên mặt thì kinh động, lão rõ hơn này hết chuyện Triệu Nhan đi sứ liêu quốc năm ngoái. Vì vậy trước đó căn bản không nghĩ đến lại là thơ của Triệu Nhan viết tặng Âu Dương Nguyễn Linh. Thấy Âu Dương Tu không tin, Nghiên mặt vội vàng lấy từ trong người một mảnh giấy đưa tới nói lão già lão già mời xem đây chính là nửa cuối bài thơ gốc do cận vương viết tuy nội thì không nhận ra bút tích của người nhưng lại từng nhìn thấy tranh của người tranh của người đều dùng bút than vẽ viết chữ cũng dùng bút than mà được bài thơ này cũng là dùng bút than viết ông dương tu nghe đến đây giật lấy bài thơ từ trong tay nghiên mặt kết quả vừa nhìn thấy nét chữ trong đó lập tức lặng người Lão nhận ra bút tích của Triệu Nhan, vì chữ viết xấu như này cũng thật sự hiếm gặp, hơn nữa còn dùng bút than viết khiến đầu rừng tù liếc mắt đã đoán chắc là từ tay Triệu Nhan, hơn nữa nửa cuối bài thơ thanh ngọc án trên đó một chữ cũng không sai, khiến đầu dương tù chỉ cảm thấy trong đầu ong lên một tiếng, suy chút nữa lại ngã xuống đất, may mà được nghiên mặc đỡ lại. Tại sao? Tại sao lại là hắn? Lẽ nào hắn cảm thấy Hải Huyền Linh vẫn chưa đủ thảm hay sao? Lão Dương Tu khó khăn lắm mới đứng vững liền bi phẫn vô cùng nói, nhưng lão rất nhanh tỉnh táo tật trở lại, lúc đó hết sức nghi hoặc nói, không đúng. Điều này không thể, triều nhân năm ngoái phần lớn thời gian đều ở Liêu Quốc, mấy ngày trước mới vừa trở về, sao lại có thể tặng thơ cho huyền linh chứ? Lão già, tiểu nữ lại cảm thấy rất có khả năng. Thanh Ngọc tiên sinh đều cứ cách vài tháng mới tặng kiều tề một bài thơ, vốn dĩ tiểu nữ nghĩ không ra chuyện này. Nhưng nếu Thanh Ngọc Tiên Sinh chính là Triệu Nhan Thì chuyện này sáng tỏ rồi dù gì ngày ấy năm ngoái đi xứ Liêu Quốc đường xá xa, xa xôi nên mới cách rất lâu mới có thể đặng thơ về. Nghiên mặt lại có chút không đồng ý với lời nói của ông Dương Tu. Không đúng, không đúng. Thanh Ngọc Tiên Sinh chắc chắn không phải là Triều Nhan. Năm ngoái Triều Nhan đi xứ Liêu Quốc ta phải sự cố. Tình hình cụ thể trong đó ta không thể nói với người. Nhưng ta có thể được khẳng định Triều Nhan tuyệt đối không thể đưa thơ trở về Đại Tống được. Âu Dương Tu lúc này cũng vô cùng chắc nịch nói, đã biết trên triệu Nhan rơi vào tay nữ chân, hơn nữa ở chỗ nữ chân hơn nửa năm, trong thời gian dài như vậy, căn bản đến một bức thư cũng không truyền được ra ngoài, càng đứng nói viết thư cho ông Dương Nguyễn Linh. Thấy ông Dương Tù chắc chắn trời nhăn không thể viết thư cho ông Dương Nguyễn Linh như vậy, nhưng mà cũng lộ ra vẻ trầm tư, cuối cùng mắt bất chợt sáng lên nói: lão gia nếu như quảng dương quận vương không phải là thanh ngọc tiên sinh nhưng ngài ấy biết bản gốc bài thơ thanh ngọc án này bài thơ này ngoài kiều thì ra cũng chỉ có lão gia và tiểu nữ rồi phu nhân biết không hề lưu truyền ra ngoài nói như vậy quảng dương quận vương chắc chắn có liên hệ gì đó với thanh ngọc tiên sinh chỉ cần lão gia đi thăm dò một chút chắc chắn có thể hỏi ra bài thơ này từ tay ai mà ra không sai ta cũng nghĩ như vậy ông dương tu nghe tin lời của nghiên hoạc cũng gật đầu nói xem ra ta phải chuẩn bị một chút đi bái kiến quảng dương quận vương rồi Triệu Nhan trên đường ngự thì không biết chuyện Âu Dương Tu chuẩn bị đi bái kiến mình. Lúc này hắn đang đưa Tào Dĩnh và Giao Luật Tư đi chơi rất là vui vẻ. Còn về đôi tình nhân nhỏ cốt đầu vào chu đồng lại chào tạm biệt họ rồi. Dù sao người ta đang trong thời kỳ yêu nhau nồng cháy, có rất nhiều lời thầm kín muốn nói. Hơn nữa hai người yêu nhau sẽ tự do so hơn nhiều. Vì vậy được nửa đường cốt đầu liền kéo chu đồng không biết chạy đi đâu. Dù sao có chu đồng ở bên cũng không phải lo lắng cốt đầu sẽ bị người ta bắt cóc. Trên đường ngựa náo nhiệt vô cùng, gia luật tư lần đầu tiên tham gia hội đăng đông kinh hứng thú không thôi. Tuy đang mang thai nhưng lại hứng phấn bừng bừng chạy đi trả lại cả đường ngựa, hơn nữa còn mang dáng vẻ vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng Tào Dĩnh lại lo nàng quá mệt, liền mở miệng đề nghị. Phu quân, chúng ta đã ra ngoài gần hai canh giờ rồi, lại đi đường lâu như vậy, chỉ bằng tìm một chỗ ăn chút gì đó, tiện thể nghỉ ngơi một lát. Tốt quá, vừa nãy ta cũng cảm thấy hơi đói rồi, chúng ta mau đi ăn chút gì đó, Triệu Nhân nghe thế vậy lập tức đồng ý nói, thứ nhất, hắn thật sự đã đói, thứ hai, hắn cũng giống Tào Dĩnh, lo lắng Gia luật tư cứ chạy loạn như vậy sẽ ảnh hưởng tới đứa bé. Vậy nghe thì thì vừa đúng muội cũng muốn nếm thử một chút mỹ thực thành Đông Kinh. Gia luật tư dường như cũng nhìn ra gì đó liền cười nói, <cười> nói đến mỹ thực thành Đông Kinh, muội muội e rằng phải dành mấy năm mới có thể thưởng thức hết. Vừa hay ở phía trước không xa có một đông lai lâu, hay sao đó đó vô cùng tuyệt hảo, chúng ta đi nếm thử một chút thế nào tào dĩnh thấy gia luật tư và triệu Nhân đều đồng ý liền cười chỉ vào một từ lâu lớn cách đó không xa nói đối với ý kiến của tào dĩnh triệu Nhân và gia luật tư đương nhiên đều không thể từ chối thế là ba người mang theo người hầu hộ vệ tới dưới đông lai đâu từ lâu này cao ba tầng diện tích cũng rất lớn càng khiến người ta kinh ngạc là trước từ lâu có một khoảng đất trống trên khoảng đất đặt các kiểu quán ăn vặt tiếng giao hàng từ đây vang lên bên tai không dứt trông hết sức náo nhiệt Nhìn thấy những quán ăn vặt này do luật tư và Tào Dĩnh lại không vội vào trong từ lâu mà bắt đầu quay đi quay lại trong những quán ăn vặt, có lúc còn mua chút nếm thử. Còn nắm tiền nữ tiểu đội nha và mịch tuyết theo sau, từng người cũng mua hết túi này đến túi khác đồ ăn vặt. Đoán là không chỉ có đồ ăn đêm tối nay, thậm chí đến cả bữa sáng ngày mai cũng có luôn rồi. À hương vị này, trường nha đang đi lòng vòng trong quán ăn bỗng nhiên trứng lại, sau đó vội hít vài lần vì hắn người thấy một mùi hương vị quen thuộc mà lại đặc biệt người thấy mùi vị này triệu nhan đi thẳng đến trước một quán ăn vặt kết quả phát hiện đây là một hàng bánh nướng rất bình thường nhưng bánh nướng ở quán này lại có kẹp thịt một nồi lớn bên cạnh đang nấu các loại thịt dê tạp dê hương vị đặc biệt đó chính là từ nồi thịt hầm này tỏa ra hàng bánh nướng này buôn bán rất tốt rất nhiều người vây quanh chủ tiệm mua bánh nướng hơn nữa đều yêu cầu trong bánh nướng có kẹp thịt triệu nhan cũng không cậy thấy hiếp đáp người xếp phía sau chờ sau khi khó khăn lắm mới được người phía trước rời đi triệu nhan mới nói với chủ tiệm cho hai cái bánh nướng thêm thịt. Chủ quán là một người trung niên, nghe thấy lời Triệu Nha lập tức cao giọng đáp một tiếng, sau đó bắt đầu cắt bánh thêm thịt cho Triệu Nhai bọn họ. Nhưng lúc này Triệu nhân lại cười cất tiếng nói: "Vì đại ca này, ta người thấy mùi vị trong nồi thịt của huynh không giống bình thường, có phải là thêm vào thứ gì đó đặc biệt không?" Vừa nghe thấy Triệu Nhan hỏi đến thịt trong nồi của mình, chủ tiệm lập tức cười trả lời: "Nếu là người khác hỏi tiểu nhân, tiểu nhân nhất định là không nói, nhưng quan khách vừa nhìn đã biết xuất thân cao quý, nói với quan khách cũng không sao, nồi thịt này của tiểu nhân cho thêm một loại gia vị mới vận chuyển từ hà bắc đến vì vậy mùi vị mới đặc biệt như vậy nhưng thứ gia vị này mới không hề rẻ cũng chính vì vậy bánh nướng ở chỗ tiểu nhân đắt hơn một chút so với bánh nướng các hàng khác nhưng có rất nhiều người vẫn muốn đến mua tiểu nhân nghe đến đây lại cười ha ha đối phương tuy không nói cho thêm gia vị gì nhưng hắn vừa nãy đã ngửi ra trong nồi chắc chắn là bỏ thêm đậu phụ nhự cái thứ này là ban đầu trước khi hắn đi điêu quốc vì giúp trương tái phát triển đời sống huyện giao hà mới truyền thụ lại cho y không ngờ đến bây giờ đậu phụ nhự lại đã bán tới kinh thành rồi. Nhớ đến Trương tái, Triệu Nhan lại mau chóng nhớ lại. Ban đầu sau khi mình bị nhốt trong hoàn nhân bộ, Triệu Nhan không thể không về Bắc Tống. Nhưng hắn lại không quên chuyện lúc đầu mình nói với y liên quan đến Trương tái. Thế là liền đi điều Trương tái tới nhập chức ở trường quân sự ở ngoại ô kinh thành. Nghe nói hiện tại cùng với Dương Hoài Ngọc quản lý trường quân sự trình chu ngăn nắp, có thời gian nhất định phải đi xem sao hai chiếc bánh nướng thêm thịt rất nhanh đã làm xong triệu nhân đón lấy đưa cho tiểu đậu nha phía sau một cái trước sau đó mình cũng cầm một cái cắn một miếng kết quả phát hiện cầm những bánh nướng rất ngon mà trong thịt dê và tạp dê lại thêm hương vị của đậu phụ nhự cũng coi như là mang một phong vị khác tuy nhiên lúc triệu nhân quay người rời đi chợt nhớ tới một chuyện liền quay đầu cười nói với chủ tiệm trong thịt dê cho thêm đậu phụ nhự tuy mùi vị rất ngon nhưng nếu bỏ thêm đậu phụ nhự vào trong thịt lợn béo hương vị chắc chắn sẽ càng ngon hơn đại ca nếu có thời gian có thể thử xem Triệu Nhã nói xong cũng không để ý đến biểu cảm kinh ngạc của chủ tiệm, cười ha ha, dẫn theo tiểu đội nha tìm được Tào Dĩnh và gia luật tư bọn họ. Lúc này cũng đang thưởng thức một loại quà vặt tên là tôm gừng, thực ra chính là hành gừng xào với tôm, mùi vị không tồi. Trong bánh nướng phụ quân ăn cho thêm gì mà sao mùi lại khó người như vậy? Tào Dĩnh nhìn miếng bánh trong tay của Triệu Nhan vẫn chưa ăn xong bịt mũi hỏi. ha <laughs> ha, Thì dây trong này cho thêm một loại hương liệu có tên là đậu phụ nhự nhưng mùi hương của đậu phụ nhự lợi hại, có một số người vô cùng thích, một số người thì không thích mùi này cũng rất là bình thường. Triệu Nha nhìn thấy thái độ của Tào Dĩnh cười lớn nói, đậu phụ nhự thì giống như là đậu phụ thối, đều có người yêu kẻ ghét. Ví dụ như Triệu Nhan thích cương vị của đậu phụ nhự nhưng lại tuyệt đối không chịu đựng được đậu phụ thối. Đúng lúc Triệu Nhan bọn họ đang trò chuyện, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Đồ Nha ăn xong bánh nướng, bê một bát nhỏ vừa đi vừa ăn, khi Triệu Nhan mũi thính người thấy mùi hương tỏa ra từ trong bát của tiểu đậu nhà, trên mặt lại lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng đến thứ này cũng đã gia nhập vào quán đồ ăn vặt rồi. Tiểu đậu nhà, thứ người đang ăn chỉ dùng khoai lang làm thôi sao? Triệu Nhan kinh ngạc mở miệng hỏi. Tiểu đậu nha cầm trong tay một chén nhỏ tỏa ra đầy mùi vị khoai lang ngọt ngào. Đối với loại cây mà do chính mình trồng, tự nhiên Triệu Nhan sẽ nhớ mãi không quên. Đúng vậy à, cái này là qua trúc chỉ dùng một khoai lang làm ra đấy quận vừa người muốn nếm thử một chút không hương vị rất ngọt nha tiểu đội nha híp mắt cười nói triệu nhân và tiểu đội nha bị tách ra một năm vì vậy hai ngày này lúc nào cũng bám lấy hắn thậm chí ngay cả thức ăn ngon nàng cũng nguyện ý chia cho triệu nhân một ít nếu là trước kia thì quả là không giống ngày trước ngay cả tào dĩnh cũng khó lấy được đồ ăn từ trong miệng của nàng <laughs> người cứ ăn đi nhớ chừa chút bụng lát nữa đi ăn hải sản đấy triệu nhân cười cười vừa xoa đầu tiểu đội nha vừa nói Mặc dù tiểu nha đầu này ăn nói bụng về, không biểu đạt được hết ý mình, nhưng Triệu Nhan vẫn cảm giác được rằng tiểu đội nha không muốn xa hắn, thậm chí muốn hắn một tấc cũng không rời đi, sợ hắn biến mất một lần nữa. Tào Dĩnh nghe được cuộc nói chuyện của Triệu Nhan và tiểu đội nha, cũng biết trong lòng Triệu Nhan như thế nào. Nàng liên mở miệng cười nói, Phụ quân rời đi một năm nay, Đồn điền phía nam bên kia tiến triển thật tốt, sản lượng ngô và khoai lang đều tăng lên rất nhiều. Đặc biệt bộ thu hoạch năm ngoái, khoai lang được mùa lớn, ngô thu hoạch cũng không tệ. Cho nên khi thử đem lên kinh thành bán, giá tiền không khác lắm so với bột mì, thế nào cũng hơn so với gạo. Khiến rất nhiều người tới tranh nhau mua, bây giờ quý phủ của chúng ta cũng bị đưa đến một đống còn chưa quan hết. Ngày nào rảnh rỗi thì vô quân và mọi muội nên nếm thử một chút. Tuy nhiên vừa nghe đến đó, triệu nhân là tức nhíu mày. Mùa thu hoạch gần đây, triều đình đem ngô và khoai lang đi bán rộng rãi như vậy, không sợ bị nước khác mua đi trồng lại sao? <laughs> chuyện này phu quân cứ yên tâm đi, triều đình từ trên xuống dưới không có kẻ ngu, đặc biệt sau khi biết sản lượng của ngô và khoai, cả đám đều nhanh chóng để mắt tới. Ngô thì xoay thành bột, khoai lang thì lại sấy khô, căn bản bọn họ không có khả năng làm việc đó. Tào Dĩnh biết được lo lắng của Triệu Nhan thì không khỏi vui vẻ cười. cười. thì ra là thế, ta đúng là quan tâm vớ vẩn. Triệu Nhan cười nói to, hắn vừa rồi quan tâm qua đến loạn cả ốc, hắn vốn không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như vậy thấy ngay cả khoai lang và ngô đều đã làm cho bàn ăn của dân chúng đại tống được cải thiện triệu nhan hết sức vui mừng ngay sau khi hai loại này được trồng rộng rãi nhất định sẽ có nhiều dân chúng thoát cảnh đói khổ tuy nhiên sau đó lại nghĩ tới một việc thôi nội thị dùng thân mình bảo hộ cho mầm khoai triệu nhan cũng phải thở dài nếu đối phương còn sống nhất định sẽ vui lắm đây bên ngoài đồ ăn vặt tuy có vẻ mới lạ nhưng mấy người triệu nhan cũng chỉ lướt qua cuối cùng họ vẫn đi vào từ lâu dùng bữa tòa từ lâu này có tôm cá tươi nổi tiếng đông kinh Tất nhiên thức ăn chính ở đây là tôm cá. Tuy Triệu Nhan không thích ăn cá nhưng không thể không thừa nhận tiểu lâu làm cá vô cùng ngon. Tào Dĩnh và Gia Luật Tư đều khen ngợi hết lời. Ở tiểu lâu nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, Triệu Nhan rút cuộc cũng bị Tào Dĩnh và Gia Luật Tư kéo đi ngắm đèn cho đến tận gần sáng mới không chịu nổi mà lết về vương phủ. Kết quả là ngủ thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau. À, sao nhị tỷ và tam Tỳ còn chưa tới dùng cơm? Lúc ăn trưa, triệu nhân phát điền Tào Dĩnh, gia luật tư đều đã ở đây. Tuyết Ninh Nhi phải ở trong phòng, nhưng bảo an công chúa và thọ ca công chúa lại không thấy đâu. <laughs> Phụ quân không cần đợi hai tỷ ấy, chúng ta cứ ăn trước đi. Tào Dĩnh mở miệng cười đáp. Tại sao? Triệu nhân nghe đến đó hết sức khó hiểu cô quần cô đều không biết rồi ngày hôm qua nhị tỷ và tam tỷ vẫn không dám ra ngoài vậy mà đợi đến tận canh hai tam tỷ vẫn ngây ngốc ở nhà cho nên liền dụ nhị tỷ cùng nhau nữ phấn nam trang sau đó mang theo rất nhiều hộ vệ ra cửa rồi chơi đến sáng mới về hiện tại bọn họ còn đang ngủ say đấy gọi sao cũng không tỉnh ta dĩnh cười giải thích trong phủ xảy ra chuyện gì cũng thể báo cho nàng trước cho nên nàng mới biết rõ như thế triệu nhân nghe vậy cũng không nhịn được mỉm cười với tính cách của thọ khang công chúa thì đúng là cũng có thể làm ra chuyện này tuy nhiên ngay lúc này mọi cửa bỗng truyền đến tiếng của thọ khang công chúa ai nói ta đang bất tỉnh đấy không phải ta đã rời giường rồi sao tiếng nói vừa dứt lời chỉ thấy thọ khang công chúa mặt mày hớn hở bước vào nhà ăn tuy rằng tối qua đi chơi suốt đêm nhưng nàng vẫn không lộ ra chút mệt mỏi thậm chí còn có tinh thần sảng khoái tỏa ra làm cho triệu nhan rất là ngạc nhiên tam thì sao chỉ có mình tỷ ra nhị tỷ đâu triệu nhan rất cuộc cũng mở miệng hỏi còn chưa tỉnh đâu nhị thì thân thể quá yếu nếu hôm qua không phải vì lo cho sức khỏe của nhị thì chỉ sợ ta vẫn còn chơi đến hừng đông thọ khang công chúa tùy tiện đi tới trên bàn ngồi xuống sau đó sai thị nữ đem cơm tới rồi nhìn ra luật tư tư nhi hôm qua mội thế nào đối với tinh nguyên tiêu của đại tống ta có cảm tưởng gì À, ngày hôm qua quận vương và dĩ nhi tỷ tỷ đưa muội đi dạo phố vài vòng thật sự rất rất nóng nhiệt. Đặc biệt là có rất nhiều loại đèn hoa đang làm muội được mở rộng tầm mắt. ở liêu quốc của ta cũng có hội đèn lồng nhưng so với hội đèn lồng ở đông kinh đây thì không đáng nhắc tới. gia luật tư suy nghĩ thập phần hứng phấn liền nói: <laughs> ở đông kinh còn nhiều thứ để chơi lắm, ta đây biết rất rõ nha. đáng tiếc hôm qua ta cùng nhị tỷ không tìm được các ngươi. nếu không ta nhất định dẫn các muội đi xem. Thỏ càng công chúa nghe được ý của gia luật tư thì cười lớn. Hai nàng đều là công chúa cho nên sự tán dương của gia luật tư làm nàng vô cùng đắc ý. Tam thị, hôm qua hai người đã làm gì mà đến gần sáng mới về? tạo dĩnh lúc này cũng có chút thỏa mò. Tuy hội đèn đồng kéo dài suốt đêm, nhưng nữ tử nếu không có người đi cùng sẽ rất nguy hiểm. Bình thường trước canh ba họ sẽ về nhà, chủ yếu là vì an toàn. Dù là nữ tử quý tộc có hộ vệ đi theo, cũng rất ít khi về khuya. <laughs> Nhắc tới cũng khéo, hôm qua ta và nhị tỷ vừa bước ra khỏi phủ thì gặp được em họ của muội thảo tung thì ra hắn cũng thật là xấu bọn ta tuy đã hóa trang rồi mà hắn vừa liếc một cái là nhận ra ngay cuối cùng lại mặt dài mày dạn đòi đi theo chúng ta nó là muốn bảo hộ chúng ta khỏi bị sứ tử đông kinh quấy dày. nói tới đây thảo khang công chúa giống như nghĩ đến chuyện gì buồn cười thì không kìm nổi cười ra tiếng sau đó lại nói tiếp lại đã đến Tào tung kia tuy ngày thường rất không biết điều nhưng biết đông kinh rất tinh tường hôm qua y dẫn bọn tỷ đi thật nhiều nơi ta lần đầu tiên phát hiện ra đông kinh còn nhiều nơi ta chưa biết đến như vậy nghe thọ khang công chúa nói như vậy triệu nhân và tào dĩnh hết sức kinh ngạc nhưng ngẫm lại cũng không có gì lạ lắm tào tung là người thích náo nhiệt y mang theo hai công chúa hơn nữa lại là, là tết nguyên tiêu du ngoạn cả đêm cũng là chuyện thường tình đúng rồi trước khi ta rời đi nghe nói nhạc phụ lại sắp xếp chuyện thành thân cho tào tung không biết có thành hay không nhắc đến tào tung triệu nhan bỗng như nhớ đến một chuyện lập tức hỏi lúc trước tào tung không muốn cưới triệu anh ninh vì thế liền liên tổ với triệu nhan phá hủy hôn sự này tuy nhiên sau đó triệu anh ninh giảm béo thành công lại quay sang khinh thường tào tung hiện nay lại nghe nói đã gả cho một nhà tốt là nhi tử của danh tướng một thời lã di giản con trai của ngựa sử trung thừa lã công chứ y chẳng những xuất thân danh môn mà còn tài hoa hơn tào tung không biết bao nhiêu lần ôi đừng nói nữa nhắc đến hôn sự của tào tung tào dĩnh thở dài nói Đại bá đúng là đã tính hôn sự cho y, đang gái là thứ nữ của Lý Tướng Gia, gia cảnh không tốt lắm, cha mẹ vốn đều đồng ý nhưng tiểu nương tử này lại bướng bình. Vừa nghe nói sẽ gả cho y, liền lấy cái chết, đã ra dọa, cuối cùng hôn sự lại thất bại. Triệu Nhan cũng đồng tình thở dài một tiếng, Tào Tông mặc dù ham chơi, lại làm ra một số chuyện không đàng hoàng, nhưng nhân phẩm kỳ thực cũng không kém. Duy chỉ có một tật xấu là ăn cắp, nhưng điều này cũng không hoàn toàn trách y được, mà đó là một loại bệnh tâm lý, Đáng tiếc thời đại này sẽ không ai hiểu mà chỉ cho rằng đó là nhân phẩm. Tào Tung có vấn đề. Kết quả là nữ tử có kiến thức một chút đều không muốn gả cho y. Là đại trượng phu, sợ gì không có vợ. Hai người các ngươi không cần vì y lo lắng. Hôm qua ta xem tiểu tử kia, cũng có ý tứ đấy. Hơn nữa cũng đang giúp trong nhà làm vài việc, sau này khẳng định có thể tìm được thê tử tốt. Lúc này thậu ca công chúa vừa ăn điểm tâm vừa hướng về Triệu Nhân và Thảo Dĩnh nói xem bộ dạng của nàng bây giờ không có chút dáng vẻ công chúa nào cả điểm ấy so với gia luật tư bên cạnh khác nhau một trời một vực triệu nhan xấu hổ trên mặt thể diện hoàng thất của đại tống đều bị vị tam tỷ này phá hư hết rồi tào Dĩnh nhìn bộ dạng thọ ca công chúa trong đầu ông này ra một ý ánh mắt nàng lập tức sáng lên sau đó ghé bên tai triệu nhan nói nhỏ vu quân chẳng thấy tào tung có khả năng làm phò mã không triệu nhan nghe được lời của tào dĩnh mà suýt ném đôi đũa trong tay đi lát sau mới khiếp sợ nhìn nàng đừng tưởng đừng làm ta sợ vấn đề của tào tung tạm thời qua nó đến đã cho dù tam tỷ nguyện ý gà thì nàng nghĩ tào tung dám cưới sao tào dĩnh cũng sững sờ thọ khang công chúa và bảo công chúa nho nhã đúng là trái ngược nhau nàng không có chút hứng thú với nữ công mà mỗi ngày lại thích vẫn nam trang chạy tới chạy lui tính cách cũng hơi điều hòa ngay cả đại bộ phận con cháu hoàng thất đều sợ nàng như sợ cọp tào tung hẳn phải biết rõ sẽ không đồng ý đâu nàng lập tức lại bỏ ý nghĩ này khỏi đầu Đúng lúc ấy, một lão nô tài bỗng bước vào nhà ăn, sau đó hướng về phía triều nhan bẩm báo. Khởi bẩm quần vương, Âu Dương Đại Nhân đến viếng thăm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi tập 70 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cô các bạn trong tập 71.